Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Trung tâm vườn anh Dũng Trọc, chúng tôi đặc biệt quan sát rất kỹ một tác phẩm Si. Đó là một cây Si dáng trực bài. Phải nói là những cái tay chi cộng những cái bông tán kết hợp với cái bệ rất là trải đều và đẹp như thế này. Một không gian trung tâm mà với hình ảnh của một tác phẩm Si rất là hoành tráng, rất là trân trọng. Đó là tác phẩm Si của nhà vườn Dũng Trọng. Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Đến với buổi trưng bày cây bonsai nhân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 của câu lạc bộ bonsai thành phố Việt Trì được tổ chức tại vườn anh Dũng Trọc. Tôi thấy anh Dũng Trọc có những cái tác phẩm mộc hương mà phải nói là những cây mộc hương để đời đấy các bác. Và chúng ta đi sâu vào trong cái chậu phía trong trước. Đó là hai cây mộc hương được đặt trong một cái bể lớn. Thực ra mộc hương thì là phải có cái kích thước của vanh của thân. Nếu nổi bệ thì có vanh của bệ nữa, nhưng chủ yếu là vanh của thân. Thế những cây này anh em ước chừng sao? Và đường kính thì vào quãng độ 20 thì là vanh phải là 60, chắc chắn như vậy rồi. Tức là phải từ 60 trở lên, không thể dưới 60. Còn thoát thân thì là vào lên đây khoảng độ 60 nữa, 6 đến 70 thoát thân. Và cây này thì bên này thì nhỏ một, và còn cây phía bên này cũng tương đồng với kích thước ấy. Và trên rất nhiều dăm và tán khá là rộng. Sở hữu những cây mộc hương như thế này là những cây mà trong cái top những cây mộc hương quý ở khu vực phía Bắc mà các bạn đang săn tìm. Chúng ta di chuyển sang một cây bên cạnh. Cây này thì là vanh thân còn lớn hơn rất nhiều, chắc chắn là phải trên 70. Sao nào? Quãng độ 85 đến 90 là chắc chắn rồi, bởi vì tôi đo áng đường kính là đã là 30 rồi. Và đó là hai
chậu mộc hương. Những cây mộc hương gọi là chúng tôi xếp vào là những cây có số trong cái khu vực Phú Thọ nói riêng và kể cả các tỉnh phía Bắc nói chung. Và đến tiếp với chậu thứ ba nữa, cũng là những chậu mộc hương có kích thước khá lớn. Vành thân cũng phải đạt từ 65 đến 70. Và ở sân trung tâm tôi thấy anh Dũng Trọc còn có hai cây đang ở cái vị trí trồng ở dưới đất. Đây là cây thứ nhất trong cái khu vực trồng dưới đất này. À, chào anh. Hey. Vâng, đây là cây cuối cùng trong cái bộ sưu tập những cây mộc hương khủng tại vườn anh Dũng Trọc tôi giới thiệu với các bạn. Rất tuyệt vời luôn. Cây này lượng dăm quá dày luôn các bác ạ. Mở tán rộng. Cây mai của tôi đây. Vâng. Và các đoàn chúng ta đã đến tương đối nhiều rồi. Bóng hoa rồi. À bác. Vâng, chào cô. À, em cứ tưởng là Mai Chiếu Thủy là việc cuối cho, năm. Cho anh lên hình nhé. Vâng, Mai Chiếu Thủy thì bây giờ thì đúng ra là cuối mùa hoa rồi đấy. Vâng. Nhưng đến bây giờ mà vẫn đang sung hoa như thế này là chứng tỏ là rất tuyệt vời. Và những người phụ nữ là thích những cây mà hoa muộn này lắm. Hoa muộn. Vâng. Nhưng mà chắc chắn là bác Phang còn thích hơn. Bởi vì hoa nó muộn đến bây giờ bác vẫn được ngắm. Rồi. Em có cây hoa chú thủy lấy của. Và Đỗ Sinh cũng xin khép lại một cuốn video ngắn nói về những cây mộc hương. Những cây mộc hương mà chúng tôi xếp vào là những cây khủng và có số. Những cây giá trị rất nhiều tiền của vườn anh Dũng Trọc, thành phố Việt Trì. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta tiếp đến những cuốn video sau. Vâng, chúng ta đến với một cuốn video tôi chỉ quay có 3 tác phẩm của anh Đàm Hùng Thành đến từ Hội Sinh vật Cảnh Đoan Hùng, Phú Thọ. Đây là cây cần thang. Trong cái chương trình trưng bày cây cảnh nghệ thuật tại câu lạc bộ bonsai thành phố Việt Trì được tổ chức tại vườn anh Dũng Trọc. Và đó là cây cần thang. Và cần thang thì chặn liên tục các bác ạ, chặn cho càng dày dăm càng tốt. Nó cứ chặn xong lại vươn ra rất xa. Đấy, bóng cây cần thang cũng khá là đẹp rồi. Rồi, ngoài ra thì anh Thành còn có hai tác phẩm dưới nữa. Cây dưới tầm nhỏ, một người bê. Đây là dòng cây mini, còn bên này là dòng cây lớn hơn. Cây tầm nhỏ cũng một người bê được. Đó là hai cây dưới của anh Thành. Quay. Quay rất là
cả người. Anh đi vào trong. Vâng, tôi muốn anh Thành đứng cạnh cái tác phẩm của mình có một chút giới thiệu. Vâng, chào anh Thành nhé. Anh có thể đọc chậm cái số điện thoại của anh để anh em cùng nhau giao lưu. Anh xin số điện thoại của em là 0989 526 288. Rồi, cảm ơn anh nhé. Giao lưu vườn anh Dũng. Vâng. Tác phẩm nhỏ nhỏ đóng góp cái... Cũng là cái phong trào. Anh có mang đến đây mấy tác phẩm. Còn đâu là của những anh em ở Đoan Hùng, ở những cái đơn vị bạn. Với khoảng hơn 200 tác phẩm tất cả đã có mặt ngày hôm nay. Đây cũng là một cái chương trình trưng bày kỷ niệm chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của câu lạc bộ bonsai thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vâng, chào anh. Mình nhìn quen lắm nhỉ? Đúng rồi, cháu rồi. Đến vườn anh rồi mà. Vâng, kia cây cháu rồi. Ba thân. Cây xanh ba thân tôi vừa quay xong. Vừa quay xong. Cạnh cây mẫu đơn. Vâng. Rồi. Có bắn số điện thoại, có danh thiếp của anh rồi. Vâng.